hai loại gỗ gụ nào mà chúng ta cần phải biết trước khi mà chơi tranh gỗ hoặc là đồ nội thất. Trong cái dòng gụ nào thì bây giờ đang chia ra làm hai loại, không phải bây giờ mà từ xưa đến nay. Loại thứ nhất người ta còn gọi là gụ bông. Gụ bông chính là những cái loại mà gụ nó có cái màu trắng xốp và nhẹ. Và loại thứ hai ngày hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn, đó chính là cái loại mà gụ được gọi là gụ nhựa hay là gụ mật. Đặc tính của cái loại này là thứ nhất, cái gỗ của nó có rất nhiều những cái đường vân. Ví dụ như khi nhìn vào hai cái phôi này thì chúng ta thấy là cái lượng vân nó xoắn rất là đều ở trên cái cây gỗ. Với cái lượng vân nhiều như này thì nó phản ánh được ra là một cái cây này nó đã sống rất là nhiều năm. Và nó cái chất gỗ của nó rất là già. Và cái thứ hai là cái mặt gỗ của nó rất là chắc và rất là mịn. Với một người bình thường khiêng một cái cục như tôi nhấc lên như này là nó sẽ không thể nhấc được. Bởi vì là cái tuổi đời của cái cây gỗ này nó sống lâu năm và cái chất gỗ thì nó lại nặng, bởi vì nó có nhiều nhựa và nhiều mật cho nên rất là nặng. Và sẽ tạt thử cho các bác xem là cái độ mịn, cái độ chất của cái phôi này nó như thế nào nhá. Đó, khi mà tạt ra này thì cái tôm gỗ nó rất là nhỏ. Và cái thứ hai là cái ánh của gỗ nó đã hiện được lên cái ánh gỗ, bởi vì là trong cái phôi này nó có chứa cái phần nhựa và cái phần gọi là phần mật của gỗ ấy, nó rất là nhiều. Cho nên là khi mà làm những cái bức tranh ở trên cái phôi gỗ này chỉ cần đổ nước vôi vào thôi là nó sẽ xuống màu rất là nhiều. Đó, cho nên là nếu như mà chọn gỗ gụ nào để chơi thì chúng ta sẽ cần phân biệt được rõ hai cái loại gỗ gụ nào như thế nhé.